Vâng, hello, xin mến chào các bác và anh em. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, đệ tử Cao Phong lại review để giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em. Cao Phong lại về được một lô những con đẩy bãi công suất rất khỏe và chất âm cực kỳ hay. Cao Phong sẽ cùng các bác khám phá từ ngoài vào trong để thấy là Cao Phong sẽ chứng minh và điều Cao Phong nói rất là chuẩn để cho các bác sử dụng những con đẩy hai kênh tiếng rất hay. Đấy, bác nào mà đang tìm và muốn sở hữu những con đẩy chất lượng, tiếng hay, công suất khỏe thì liên hệ sớm với Cao Phong, bởi vì số lượng nó không có nhiều, nó về được tất cả 7 con thì em đã vệ sinh và giới thiệu đến các bác trong clip ngày hôm nay. Đây là một mẫu đẩy hai kênh công suất đạt 1000W trên một kênh. Model là đây các bác nhìn này, TT500. Đây là cái model các bác nhé. Có một cái góp ý cho các bác là các bác mua đẩy trên thị trường ấy, tất cả các dòng đẩy thì những cái đẩy của từng hãng người ta ký hiệu các model. Đây là các cái thông số theo cái số lô cũng như là cái số model của người ta. Nên là các bác đừng nhìn vào cái số lô, cái ký hiệu đây mà các bác đánh giá công suất. Ví dụ có những con nó ghi có thể 7.000, 8.000, ví dụ thế, 9.000 thì không phải là 9.000W. Đấy mà hay là những con ví dụ 150, 230 ví dụ thế, không phải là công suất là 230 mà đấy là nó ký hiệu. Đấy, để cho các bác phân biệt được khi mua đẩy, còn cái công suất của nó thì nó đạt thì nó phải kiểm chứng bằng cái nội thất của nó. Đấy, thì cái đẩy này nó có model là TT500. Con này là hai kênh, hai dàn đèn báo tín hiệu này. Mặt của nó mặt phay nhôm khá là đẹp nhá các bác nhé. Đây là hàng, tất cả các hàng em đã làm là em tuyển chọn rất là kỹ về hình thức cũng như là nội thất. Nó phải zin và ngoại thất rất là đẹp. Này các bác nhìn cái mặt phay nhôm, size của nó thuộc phân khúc là size 2U, công suất 1000W trên một kênh và có chế độ đánh gộp kênh để các bác có thể đánh những quả súp kép. Đấy, tiếng uy lực, còn bình thường các bác đánh full thì các bác đánh loa full thì các bác đánh ví dụ 2 cặp full 40. Đấy, rất là ok, tiếng rất hay, con này tiếng cực kỳ hay luôn. Đây các bác nhìn ngắm nhìn cái mặt của nó khá là đẹp này, mặt phay nhôm nhá. TD TT500 công tắc bật tắt nguồn này. Đấy, rất đẹp. Hàng tuyển chọn, hàng của em thì em cứ làm hàng tuyển chọn nên là các bác nhìn nó rất là sướng. Đây, các bác nhìn nó đẹp hết cả cái nắp này. Nắp nó còn đẹp. Còn mũi này em tháo sẵn này. Cái mớ ốc của nó tháo cực kỳ mất công luôn. Bởi hàng đẩy chất lượng làm con ốc có nói là ngồi vặn bao nhiêu lâu mới hết cái chỗ ốc này. Đấy, nhấc cái nắp này ra các bác cùng khám phá nhá. Đây các bác nhìn này, con này nó chạy với công suất là 36 xòa. 36 xòa. Và đặc biệt các bác mà dành về âm thanh, các bác dành về cục đẩy thì các bác nhìn này, những con đẩy bình thường, chất lượng âm thanh bình thường trên thị trường thì đa số 95% là nó chạy có 4 vỉ thôi, 3 vỉ, 4 vỉ thôi. Nhưng con này nó chạy 5 vỉ. Thì các bác nào dành về âm thanh nhé, các bác để ý nhé, bác nào dành về âm thanh cứ những con đẩy chạy 5 vỉ là con đẩy chất âm rất là hay. Và kinh nghiệm cho các bác mua đẩy, một lần nữa em lưu ý các bác mua đẩy là các bác đừng quan niệm là mạch gì hay hơn mạch gì. Đấy, các bác đừng nghĩ là mạch TD hay hơn mạch class H hay mạch class AB hay hơn mạch nọ mạch kia, không phải. Mà con đẩy nó hay là nó phụ thuộc vào linh kiện nguyên vỉ mạch này nhá. Chất âm nó hay hay không nó phụ thuộc vào linh kiện. Nhà sản xuất người ta đầu tư những cái linh kiện đắt tiền, linh kiện tốt thì nó hay, chứ không phải là mạch nọ hay hơn mạch kia, mà mỗi mạch nó có một cái ưu điểm, cái nhược điểm khác nhau. Đấy là lưu ý với các bác, nên là các bác mua đẩy các bác đừng quan tâm đến là chạy mạch gì, nó hay hơn mạch gì. Đấy là một cái sai lầm cực kỳ lớn cho các bác. Mà các bác hiểu là muốn hay thì nó phải chạy bằng linh kiện xịn, tốt, linh kiện đắt tiền thì nó hay. Đấy là em góp ý bằng cái kinh nghiệm. Còn bác nào mà có những cái kinh nghiệm thì các bác có thể comment, đóng góp ý kiến. Nhưng đúc kết lại một cái chắc chắn một điều là linh kiện nó tốt thì nó mới hay, chứ không phải là phụ thuộc vào mạch gì nó hay hơn mạch gì. Đấy là một cái kinh nghiệm với các bác. Cái thứ nhất, cái thứ hai là công suất nó khỏe hay không thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố, chứ không phải là một là xò hay là một là cái nọ một cái kia, mà nó xò nhiều cộng nguồn đẹp, nguồn dây đồng tụ lọc máy và miên vỉ linh kiện nó sẽ gộp lại, nó sẽ tạo nên một con đẩy công suất lớn, công suất khỏe. Đấy là cái điều các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác con đẩy TT500. Con này nó chạy 1 vỉ, 2 vỉ này, 3 vỉ này, 4 vỉ này, 5 vỉ các bác nhá. Con mạch những con đẩy chạy 5 vỉ thì các bác không thể xem thường về chất âm của nó, rất hay. Con này tiếng cực kỳ hay luôn. Và số lượng nó không có nhiều, nó chỉ có mấy chiếc thôi. Nếu bác nào mà muốn chơi đẩy xịn, tiếng hay thì các bác liên hệ
với điện tử cao phong sớm để sở hữu cho mình những con dạy phải nói là chất lượng như này. Đấy, con này tiếng của nó cực kỳ hay, chạy 36 xò, có bù áp, công suất đạt 1.000W trên một kênh. Đấy, bác đánh hai cặp phun đôi phun đơn bát 40. Đấy, rất là ok, tiếng con này rất khỏe và nó sáng, tiếng chạy ổn định các bác nhé. Các bác cứ chạy từ sáng đến tối nhưng chất âm nó không bị biến dạng đó, chứ không như là một số đẩy khác mà các bác chạy chỉ 1-2 tiếng nóng đẩy lên ngay là chất âm nó vỡ tiếng, phá tiếng, nó sẽ biến dạng về chất âm. Nhưng con này các bác cứ chạy từ sáng tới tối chất âm vẫn như lúc đầu các bác mở, em cam kết với các bác luôn, tiếng con này cực kỳ hay, số lượng không có nhiều, 36 xò, hàng cực VIP luôn. Như các bác nhìn cái nội thất của nó đầy ắp như này, chạy 5 vỉ, nhưng con đẩy chạy 5 vỉ thì các bác yên tâm nhé, chất của nó cực kỳ hay. Đó là chiếc cục đẩy TT500, số lượng không nhiều, các bác quay xa các bác nhìn mặt rất là đẹp. Còn đây là phía sau này, quay qua trên phía sau thực ra nó không quan trọng lắm, bởi vì có mua đẩy thì gần như là con đẩy nó giống nhau, nó có đường vào và đường link này, các chế độ gạt này đầy đủ hết này, và con này có chế độ gộp kênh này, chập kênh nhé, đánh chập kênh này. Đấy, các bác nhìn nhé, đánh chập kênh này. Đấy, vừa kết nối ra loa bằng vừa jack newchick này, vừa gen kẹp, tức là đằng sau thì đầy đủ hết nhé. Các bác nhìn thấy số lô này, số series, những con đẩy nó là hàng hãng này các bác nhá. Đó, hàng hãng thì nó mới có này, nhưng còn con đẩy trôi nổi thì không bao giờ nó có những cái này đâu các bác nhá. Đấy, thì số lượng nó không nhiều. Đấy, quay bằng mắt thấy tai nghe, à, các bác nhìn nhé. Thì các bác muốn sở hữu những con đẩy chất âm hay thì có liên hệ với điện tử Cao Phong để sở hữu cho mình nhiều những chiếc cục đẩy model là TT500. Đấy, cái tên của nó này cho mình nhìn này, em không đọc nhưng em đọc luôn cái mã ấy các bác. Đấy, công suất 1.000W trên cây, rất hay, chạy 5 vỉ, đặc biệt chạy 5 vỉ mạch, các bác nhìn cái linh kiện của nó. Đấy, các bác lưu ý một lần nữa là con đẩy chất âm muốn hay thì các bác đừng quan niệm là chạy mạch gì nó hay, bởi vì mỗi mạch nó có một cái ưu điểm, cái nhược điểm, chứ không phải mạch nào toàn bộ ưu điểm hết. Nhưng mà muốn hay, con đẩy muốn hay là nó phụ thuộc vào linh kiện, nhà sản xuất người ta đầu tư, người ta bỏ ra cái linh kiện đắt tiền thì nó hay, linh kiện tốt thì nó hay đó. Bởi vì sao? Bởi vì hàng hãng nó khác cái hàng trôi nổi là cái những chỗ đấy. Vì hàng trôi nổi thì bao giờ người ta sản xuất toàn bộ linh kiện rẻ tiền, nhưng hàng hãng thì người ta đi sâu về chất lượng, nhìn chất âm nó chắc chắn là hay. Con này em hứa với các bác chinh phục kể cả những cái đôi tai khó tính nhất về âm thanh, các bác cũng phải nể với con đẩy này, chất âm con này. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều thì bác nào muốn chơi đẩy chất, muốn tìm những con đẩy thực sự chất âm hay thì các bác liên hệ với em. Số điện thoại 0772260096 và số Zalo là 0368724218. Em ship hàng toàn quốc. Đấy, các bác xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ em một nút nhấn đăng ký kênh. Mến chào các bác, chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.